Cảnh sát Hàn Quốc chặn một chiếc ô tô con màu đen chạy trên làn xe buýt tại xa lộ. Tuy nhiên, tài xế phớt lờ hiệu lệnh dừng xe rồi tăng ga bỏ chạy. Xe tuần tra của cảnh sát đuổi theo với tốc độ 180 km h song tài xế tăng tốc lên đến 200 km h và liên tục chuyển làn trên cao tốc đông đúc xe cộ. Cảnh sát quyết định không tiếp tục đuổi theo bằng xe tuần tra do lo ngại nguy cơ tai nạn, sau đó điều động trực thăng hỗ trợ. Sau khi tháo chạy được gần 20 km, chiếc xe bị chặn gần quốc lộ ở Mai Hyang, thành phố Incheon cảnh sát phát hiện tài xế là người mang quốc tịch Việt Nam, cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc và không có bằng lái xe. Trên xe còn có 3 người Việt Nam khác, một người trong đó cũng cư trú trái phép. Cảnh sát đã bàn giao hai người cư trú bất hợp pháp này cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Riêng tài xế đã bị khởi tố do vi phạm luật giao thông đường bộ và luật xuất nhập cảnh Hàn Quốc.